chào cô, chào. Dù tham dự lễ khai giảng tại nhà qua truyền hình trực tuyến, nghe tiếng trống khai trường trên TV, nhưng các gia đình đều tổ chức cho các em học sinh đón lễ khai giảng thật trang nghiêm. Hôm nay thì các con cũng là lần đầu tiên tham gia cái buổi khai giảng trực tuyến. So với cả nhà khai giảng thực tế ở nhà trường thì khai giảng online chắc chắn là các con và phụ huynh ở nhà thì cũng phải chuẩn bị rất là nhiều. Nhưng mà được trường và các cô cũng hướng dẫn là cụ thể nên là các con cũng rất là háo hức chờ đợi cái buổi khai giảng sáng nay. Buổi lễ khai giảng và học trực tuyến đã để lại nhiều ấn tượng cho các em và các thầy cô. Khai giảng hôm nay thì nó rất đặc biệt do là bọn con không được gặp mặt nhau trực tiếp mà phải qua các thiết bị di động. Con đôi khi cũng nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn, nhớ thầy cô, bạn bè lúc được ra chơi, lúc được học tập cùng với nhau. Con cảm thấy rất nhớ thầy cô và bạn bè. Con mong Việt Nam sẽ sớm chiến thắng đại dịch Covid-19 và để con quay lại trường học tập và vui chơi với các bạn. Con chúc các cô và các bạn chống dịch Covid-19 thật tốt để chúng ta sớm gặp lại nhau. Việc học trực tuyến của chúng tôi cần sự hỗ trợ của rất nhiều quý vị phụ huynh. Mong các quý vị phụ huynh hãy xác định việc học trực tuyến của các con là việc học tập kéo dài cho đến khi các con có thể đến trường an toàn. Chúc các con thật khỏe, thật vui, thật thành công trong năm học này. Dịch bệnh Covid-19 đã làm thay đổi mọi sinh hoạt bình thường của đời sống xã hội. Tuy nhiên, qua hơn 2 năm chống chọi với dịch bệnh, chúng ta cũng đang dần tìm ra những giải pháp để thích nghi với tình hình mới. Học trực tuyến sẽ không chỉ là giải pháp tạm thời, mà cần được xác định là một hình thức học lâu dài.